Ôi anh vật cây sung ra để thay chậu hay là làm gì anh? Ôi giời ơi, cháu tưởng ai? Cây sung này anh thay chậu à hay thay đất hay làm gì đấy? Đang thay chậu không ạ? Đang thay chậu à? À chà chà chà, cây sung đẹp thế nhỉ. Tôi tưởng là có khách nào vào mua mà anh đang rũ đất để anh bó bầu cho người ta. Sao thế anh ấy cười là sao? À, anh nhận ra tiếng à? À, thế cây sung này bao nhiêu tiền anh ơi? Rẻ lắm không ạ? Rẻ là bao nhiêu tiền? Mấy triệu bạc rồi. Mấy triệu? 5 triệu ạ. 5 triệu cây sung này à? À, thế nhưng mà nếu mà mua là cứ này bố bầu chuyển đi hay là có cái chậu trước gì cho người ta không? À anh đưa lên cái chậu chữ nhật này à? Ôi giời, thế thì cao cấp quá. Đưa lên đây đặt dáng siêu nha. À, có một cây tử chống lưng kia rồi. Và một cái nhà vườn mà rất là đa dạng phong phú chủng loại nha các bác nhá. Ở ven quốc lộ 32. À, nếu mà ta đi từ Hà Nội lên thì đến cái chỗ này gọi là điếm tổng anh ấy. Vâng, điếm tổng. Và là cái nút giao giữa đường Chùa Thông nhỉ? Không ạ. Với 32 hay là dịch xuống dưới? Phúc Thọ mà À điếm tổng Phúc Thọ à? Vâng ạ. Điếm tổng Tích Giang Phúc Thọ đúng không? Vâng ạ. Và... chịu khó quá thanh niên. Anh có vợ chưa anh? Có vợ rồi ạ. Anh có vợ rồi mà vợ anh không ra làm cùng với anh à? Hay là vợ lại làm mảng khác? Vâng. Anh vừa báo giá cái sung là 5 triệu nhỉ? Thế anh còn có nhiều sung như này không anh? Vì thực ra tôi đang tìm mua cái sung mà. Cái sung nhỏ nhỏ nhưng mà nó phải đeo quả cơ. Quả thì bây giờ nó hả? Đây này, sung đây này. Anh bên kia anh bảo cháu nhìn thì quen lắm nhưng mà cháu chưa nghĩ ra. Nhìn chú thì rất quen rồi chưa nghĩ ra. Thế tôi bảo tôi đi sang đây, tôi đi qua thấy một anh ấy đang vật cây sung ra đất thì lại có một người con gái đứng ở phía ngoài được hay người ta vào mua tôi sang tí. Lúc nãy là bà xã anh à? À đúng rồi. Thế nhưng mà người phụ nữ vừa đứng chỗ này này, xe đây này. Chị gái à? Thế còn đây cây sung này thì giá bao nhiêu anh? Cây này thì 4 triệu. Quá hợp lý nhỉ. Đúng giá ở chợ Sơn Tây luôn anh ạ. 4 triệu đồng. Cả cái chậu này. Tốt quá, sẵn về chơi. Cây này thì có dâu quả đây này. Đấy, những cái chu quả đây rồi đấy. Cho kiếm lấy viên gạch anh ạ. Kiếm lấy viên gạch đệm nó xuống đỡ phải giữ song chỉnh. Hơi cao. Cắt bớt cho nó hạ thấp xuống. Hạ thấp xuống. Vâng. Vì nó hơi cao nên là anh chủ đã vật xuống để cắt bớt dễ. Cho nó thấp cái bầu xuống. Vâng, anh cứ lên tivi một tí được mà. Chắc chắn là vợ anh sẽ rất hài lòng nếu xem cái thước phim này. Mới cảm thấy chồng mình chịu khó quá. Cuốn video rất vui nha. Khi tôi đi qua đường thấy một anh ấy vật cây sung ra, tôi tưởng là có khách mua. À, tôi sẽ vào. Tí nữa tôi sẽ đăng cái biển ở ven đường, nhà vườn ở đâu và số điện thoại như nào để các bác liên hệ. À, trong khi chờ đợi anh làm, tôi cũng đưa qua tất cả hình ảnh của vườn anh này, đa dạng các loại, từ tùng La Hán này, nguyệt quế này, xanh này, si này, chậu các loại đây nhá. Đây là quốc lộ 32 từ Hà Nội lên Sơn Tây. Chỉ còn cách độ khoảng độ một cây số nữa thôi là đến bến xe Sơn Tây. Đây này, nhiều không? Đấy. Đâu cái biển của anh đâu? À tôi đưa vào cái biển này trước. Số điện thoại đây. Nhà vườn Minh Phương.
Rồi. Nhà vườn Minh Phương này, số điện thoại là 038 752 4993. Rồi, đây. Chuyên các loại chậu hoa, cây cảnh, cây công trình. Đấy, phía trước đây là đường quốc lộ 32 đi lên bến xe Sơn Tây, chỉ còn khoảng một cây số nữa. Từ Hà Nội đi lên ở bên tay phải. Các loại chậu đây các bác nhìn nhá. Chậu lớn nhỏ các loại, các bác cứ đến đây là yêu là có, mà thích là nhích thôi. Và đây là một cái khu mà xanh si đa đề, tùng la hán, hoa giấy, nguyệt quế, sung, vạn tuế, thiên tuế, đầy đủ hết. Mời các bác. À xem nào, anh ấy giới thiệu tôi một cây sung. À nhìn cái bệ cũng hay đấy nhỉ, hầm hố đấy. Cái này có quả chưa nhỉ? Cái này có rồi. Có rồi à? Mà mà cây cũng khá tương đối già rồi các bác ạ. Nói về rất già thì không dùng từ đâu, nhưng mà cũng có tuổi rồi. Bởi vì nó không còn màu xanh nữa. Cũng lên vảy rồi đấy. Cây tử được. Bốn người bốn góc là có thể di chuyển được. Cây này thì giá bao nhiêu hả anh ơi? Hả? 8 triệu. Và 8 triệu là tại vườn đấy chứ? Có thể bao vận chuyển, nhưng mà cự ly bao nhiêu? Cự ly khoảng mấy chục km trở lại. Cho là 50 đi, đúng không? Bao ship trong vòng bán kính 50 km được không? Hả? Được. Cõng lên xe bán tải là chạy nhong nhong thôi nha. Đấy các bác nha, 8 triệu nha. Ở nhà nhận cây với khoảng cách 50 km. Làm như một cây xanh luôn, bông tán đầy đặn luôn. Chụp cái ảnh đằng sau nó vướng ở mấy cái tán của cây xanh. Hơi chật. Vâng. Cái vườn của anh này chúng tôi gọi là nó như là ao bèo tấm ấy. Đây này, xanh tùng la hán 8 tầng này. Xanh dáng trực liên chi này. Đấy, rồi dáng trực nhân văn này. Văn nhân này. Và bên cạnh đó cái vườn cây công trình cũng của anh à? Của anh Tất à? Vâng. Các loại bú sữa này. Rồi cây này là cây gì? Sang à? À, cây sang, cây lục vừng này. Nhiều lắm. Đấy. Đây số điện thoại của anh đây đúng không? Đấy. Anh ấy đi đến đâu là số điện thoại giải khắp miền Bắc đấy đấy. 0387524993. Anh ấy để trên xe luôn. Xanh trực liên chi này. Dày đặc cây. Không khác gì những cái vườn ở Điền Xá Nam Định. Ôi giời, đi lọt vào trong này đi phải lách luôn ấy. Không là ống kính chạm tán cây. Còn phía ngoài đây nha, các bác thấy này. Đa hệ. Đấy, ngoài này là những cây tùng tháp. Sâu tít dưới kia nữa. Thôi không đi xuống đây nữa. Trên này là cơ bản. Nhiều vô kể luôn. Nhất là cái lô xanh trực liên chi đây.
nhiều quá. Phải nói là sức lao động rất là bền bỉ. Đấy, cũng có dịp nào các bác mà qua cái khu vực Tích Giang, Phúc Thọ và ven đường 32 là đến với thị xã Sơn Tây thì vào thăm. Đấy, lại có một cái cây xanh dáng trực đang đeo quả đây này. Trực xoắn này, trực lắc này. Nào, trở lại với cái cây sung này xem anh ấy vật thấp xuống chưa. Xem nào. Thôi nhưng mà thôi thế thôi, chứ bởi vì mình chém nó đau quá, nguy hiểm. Thôi thế được rồi đấy. Cho dịch giang xong một tí đi. Rồi, đẹp rồi. Đẹp rồi, đẹp rồi. Đằng trước để nó dưỡng nước, sung nó ưa nước. Đấy, như này là đẹp rồi đấy. Bề này được rồi, giờ anh chỉ kéo bể chỉnh cái bề dọc dọc chậu thôi, xem nó được chưa thôi. Như vậy khi anh trồng trong một cái chậu này thì là giá bao nhiêu anh ơi? Giá vẫn thế. Giá vẫn thế, vẫn là 5 triệu à? Vâng ạ. Ôi giời, 5 triệu cả chậu này, cứ thế là cho xe lôi lôi về chứ à? Vâng. Ờ. Ngoài bầu đất thì 5 triệu mà cho vào cái chậu này cũng 5 triệu. Thế là anh ấy tặng chậu đấy. Vì nhà rất là chậu. À, nhà anh làm được chậu. Đang thẳng đứng mà anh ấy lại vật nghiêng, trở thành cái cây nó khác hẳn ngay. Đang từ 4 triệu 8 vật nghiêng phát lên 5 triệu ngay. Lên tiền ngay. Rồi, nhưng mà lại thêm vào cái chậu. Chậu này có 300-400 ít à? Đúng không? Rồi. Đang ở dáng trực ở cái chậu nhựa kia kìa, là 4 triệu 8. Bây giờ anh ấy bảo là cháu vật nghiêng cái cây này để đổi dáng và thêm cái chậu này vào, thế nào cũng bán được 5 triệu. Thôi được rồi, chờ đón cái vụ sung tới nó ra quả là ok rồi. Cây này rất nhiều quả luôn. Rồi, nó nằm ở các cái chu này, chắc tới đây có trận mưa rào xuống là sẽ phun quả ra đấy. Cái này nó phải đủ nước, nó tức, nó tức là nó ra. Sâu thì đau, đau dễ quá, đau dễ quá. Ừ. À đấy, nó hạ thấp bệ mà nó lại nổi được cái rễ đẹp mà. Nổi được cái vẻ rễ. Vườn đúng là đặc kín cây. Đây tôi thấy anh có cái khế này, khế chua hay khế ngọt đây? Khế chua. Khế chua, à, khế chua đẹp quá nhỉ. Mà bệ thì... bệ rất tuyệt vời luôn này. Ôi dồi, cái bệ này các cái đầu khẩu mía, các cái rễ nó sưng tất cả lên rồi này. Vâng, nét đường thân rất quái nhá. Cây khế này giao lưu giá bao nhiêu anh? Cây chuẩn giá đúng 15 triệu. 15 triệu. Rồi. Khế chua. Khế chua, được cái là nó khế chua. Bệ rất đẹp nhé. Quắp móng rồng hết. Nổi sụn hết rồi. Rồi nói đùa, tớ đi về đây. Tớ ở dưới vườn đằng Cường gạch gì. Chạy qua đây thấy anh đang rũ cái cây sung, tôi tưởng anh bán. Có lẽ đúng lúc đấy có đứa con gái đứng dựng xe đây, mình tưởng mua. Đấy, ghé vào tí thôi.
Thôi chạy về. Đây cây phi lao nữa. Đây, à đây có hai đôi phi lao giống nhau này. Một đôi chơi đối xứng được này các bác này. Đôi này bao tiền cháu? 15 triệu, 7 triệu rưỡi một cây. Và có số điện thoại của nhà vườn, tôi vừa mới đăng tải cái logo, cái affix đấy. Cái biển của nhà vườn các bác yêu thích. Mà có trở lại với Sơn Tây thì đây một cái nhà vườn sát ngay mặt đường ấy. Các bác qua cái số điện thoại sẽ tìm đến để anh em giao lưu. Đây là cây phi lao thứ hai này. Hai cây là giá 15 triệu. Rồi, cây này thế là ổn rồi. Được rồi đấy. Để nguyên ở cái chậu nhựa thì giá là 4 triệu 8. Dáng trực đấy, tháo chậu ra vật nghiêng, làm dáng siêu, đưa lên cái chậu sứ xi măng. Rồi, là bán được 5 triệu. Thế là thêm được 2 triệu nhưng mà thêm được 200 nhưng mà phải thêm được một cái chậu 300. Vẫn là có lãi hơn. Ít nữa nó phun quả mà ngắm cây này thì cũng chấp nhận được. Và đội sinh xin chia tay với cuốn video này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.